Silas tự lập, kiếm tiền lợi, vẫn không được mẹ ruột Angelina Jolie cưng chiều như Bastien. Vừa qua có nguồn tin cho biết, mặc dù có bố mẹ đều là những người nổi tiếng, nhưng Silas lại rất độc lập và bản lĩnh. Cô bé 16 tuổi đã làm nhiều công việc phụ để có được khoản tiền mỗi tuần lên tới 140.000 đô, hơn 300 triệu đồng. Được biết, con gái của Angelina Jolie kiếm tiền từ việc đi nhảy, dạy gia sư và đọc sách để sản xuất phim. Ngoài ra, Silas còn làm việc như một trợ lý cho bộ phim sắp ra mắt của mẹ. Nguồn tin trên tiết lộ thêm, Silas nhận được nhiều lời mời báo vợ làm người mẫu. Cô bé đang cân nhắc về những lời mời này. Silas nói rằng mình không thích làm người mẫu nhưng cô bé có thể sử dụng tiền lương từ việc này để hỗ trợ cho các dự án phụ đạo, nghệ thuật và phim ảnh của cá nhân. Mặc dù không biết thông tin về việc Silas giải kiếm tiền có đúng hay không, nhưng trên thực tế thì cô bé đang sử dụng xế xịn để di chuyển. Cô bé đam mê học nhảy và cũng thường xuyên cùng mẹ đi xem các buổi biểu diễn ca nhạc. Có thể thấy, Silas là một trong những nhóc tì trong gia đình. Jolie tạo ra hứng thú với nghệ thuật. Mặc dù chăm chỉ độc lập từ bé, nhưng Silas lại thường xuyên vướng tin đồn căng thẳng, bất hòa với mẹ ruột. Theo nguồn tin của Celebrity Insider, Silas nội loạn chống lại mẹ và cả hai thường xuyên đấu khẩu. Nguồn tin cho biết, phần lớn sự tức giận của Silas với người mẹ 47 tuổi đến từ việc cô bé không được phép làm những điều giống anh trai Maros Bastien được làm. Khi bằng tuổi Silas, Maros và Bastien được phép lái xe một mình, Silas đang kháng cự và không hài lòng với điều đó. Cô nói rằng sẽ học tại đại học càng xa mẹ càng tốt, nguồn tin nói. Nhưng thực tế đây là thông tin không đúng sự thật, vì thời gian qua mẹ con Angelina Jolie từng cùng nhau du lịch ở châu Âu, thậm chí cô bé từng sang quốc gia thuộc châu Âu để giúp đỡ mẹ trong thời gian làm đạo diễn bộ phim chiến tranh mang tên Without Blood. Sau khi đến Italy hỗ trợ mẹ làm đạo diễn phim, Silas được nhìn thấy cùng Angelina Jolie xem buổi hòa nhạc glam rock ở thủ đô Rome. Hai mẹ con ngôi sao hạng A nằm trong số 70.000 người hâm mộ xem buổi hòa nhạc của nhóm Neskins ở Circus Maximus. Trong buổi xem nhạc, cả Silas và Angelina Jolie đều mặc đồ đen, nhảy theo nhịp nhạc của nhóm nhạc chiến thắng cuộc thi Eurovision Song. Angelina Jolie được gọi là bà mẹ sành điệu, chiều chuộng con khi liên tục cùng con gái xuất hiện ở những sự kiện sôi động. Sau thời gian bận rộn trên phim trường, Angelina Jolie và Silas dành thời gian shopping ở Italy. Hiện tại Maros và Zahara đang học đại học và cao đẳng. Silas cũng sắp tìm được niềm đam mê nghệ thuật. Về phía Bastien, chàng trai gốc Việt quyết định trở thành nghệ sĩ về lĩnh vực art game. Tuy không học lên cao như Maros, Zahara hay dạy kiếm tiền như cô em gái, song Bastien có lẽ là đứa con mà Angelina thương yêu nhất, đến mức anh chàng bị mỉa mai là ăn bám mẹ. Bastien, tên khai sinh là Phạm Quang Sáng. Năm 2007, cậu bé trở thành con nuôi hợp pháp của sao đình đám Hollywood, Angelina Jolie và Rabbit. Kể từ đó, cậu bé gốc Việt được truyền thông chú ý, cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Khi còn nhỏ, Bastien đã sống khép kín, không thoải mái khi bị thợ săn ảnh quấy rầy. Cậu thường ăn mặc rất đơn giản, đội mũ che mặt để né tránh ống kính. Theo Daily Mail, tại lễ tốt nghiệp năm 2021, Bastien cũng không tham gia buổi lễ vì không muốn bị chú ý. Dù có tính cách hướng nội, kín đáo, nhưng Bastien đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Angelina Jolie và Rabbit ly hôn. Cậu xuất hiện bên mẹ nhiều hơn, có khi xách đồ, mở cửa và nhận mẹ qua đường. Đến khi anh cạm Maros đi du học tại Hàn Quốc năm 2018, cậu bé sinh năm 2003 ngày càng ra dáng trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em gái. Rabbit rời nhà, Maros đi học xa, Bastien trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Cậu bé ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành, mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.